thế giới hiện tại luôn phải đối mặt với sự tấn công của vô số những dã thú, và tất cả loài người đều đánh thức sức mạnh phi thường của bản thân nhờ tin vào sự ban phước của các vị thần. Khi Diệp Bắc bị người ta chê cười vì không thể trở thành thức tỉnh giả, không ai biết rằng cả thế giới chỉ là một trò chơi online đối với anh ta. Còn anh ta chính là người chơi duy nhất ở thế giới này. Diễn biến bộ truyện thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tiếp tục với phần 2 của bộ truyện Xuyên không vào thế giới game online, từ một tên phế vật không thể thức tỉnh, ta cùng hệ thống của mình từng bước gây dựng cơ đồ. Phần 1 kết thúc với khung cảnh Diệp Bắc cùng Lý Giao đã gặp phải một đám hung thú người gỗ. Lúc này những con người gỗ kia lần lượt xông về phía anh. Anh thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, sau đó gầm lớn, tiếng gầm của anh như tiếng gầm của một con sư tử. Mấy con người gỗ ngay sau khi nghe tiếng gầm của anh đều vỡ vụn ra cả. Cô lúc này kinh ngạc nhìn xung quanh, chỉ với một đòn ư, đây, Diệp Bắc, cậu có thực lực mạnh mẽ như này từ bao giờ vậy? Anh lúc này mặc kệ những lời nói của cô mà tiến lại chỗ những con người gỗ, đều là gỗ ư, không ăn được, nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú. Còn hệ thống lúc này cứ liên tục thông báo vì anh tiêu diệt được đống người gỗ kia, cầm những que gỗ một hồi sau đó anh liền tiện tay vứt đi, khoa học kỹ thuật ngày nay cũng không cần đốt củi. Đống gỗ này cũng vô dụng cả, bỗng anh kinh ngạc khi trước mắt anh lúc này là một quả cầu nhỏ màu vàng chói lóa, đây là hạt gì, đẹp phết nhỉ. Lớp trưởng có thấy vậy không? Cô lúc này cũng tiến đến, nếu cậu nghe giảng tử tế thì sẽ biết đây là hạt nhân của người gỗ. Sau đó cô liền cầm viên ngọc lên, hạt nhân này mang đậm hơi thở sinh mệnh, có thể làm thuốc cho người thức tỉnh, bán được không ít tiền đấy. Vừa nghe có thể bán được tiền, hai mắt anh liền trở nên sáng rỡ, bán được tiền cơ à, vậy thì mình muốn. Muốn tất cả, cô liền quay người rời đi ném trả viên ngọc lại cho anh, xem cậu mê tiền kìa, yên tâm. Tớ không tranh với cậu đâu, anh lúc này vui vẻ bắt lấy, trên mặt lộ đầy vẻ phấn khích, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh lúc này là ba người của đội thực thi pháp luật, kẻ đứng đầu liền chỉ về anh ngạc nhiên, sao các người vẫn còn ở đây? Bên ngoài đang có hung thú lang thang, buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm, người đang nói chính là Diệp Gia Vấn. Bỗng nhiên anh ta là kinh ngạc nhìn xung quanh. Những tên người gỗ này là do các người làm sao? Lý Giao lúc này cùng với gương mặt không biến sắc chỉ về phía anh, là do một mình tên này diệt đấy. Anh lúc này nở ra nụ cười đắc ý, he 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 he, vừa nghe đến đây ba người phía trước liền kinh ngạc không tin vào mắt mình. Tên này là quái vật sao? Anh lúc này ngượng ngùng gãi đầu, à chào mọi người. Tôi là Diệp Bắc, vừa nghe đến tên anh Diệp Gia Vấn liền hét lên, Diệp Bắc ư, cậu chính là Diệp Bắc. Diệp Bắc mà tay không đánh bại vô diện nhân á, sau đó hắn liền cười lớn, thấy chưa? Họ Diệp nhà ta toàn là nhân tài, hai tên phía sau lúc này chỉ biết bất lực đáp lại, vâng vâng, cái này mà cũng lôi kéo quan hệ cho được. Hắn ta lúc này nhìn anh cười một cách đắc ý, ai ra, quên mất chưa tự giới thiệu, tôi tên Diệp Gia Vấn. Đội trưởng đội 6, tên nhóc cậu lợi hại như vậy e là sau này sẽ trở thành cường giả cấp 9 đấy. Anh nghe vậy liền nở ra nụ cười khách sáo. Anh trai quá khen, sau đó liền thầm nghĩ, cấp 9 đã là gì cho mình, thời gian mình còn có thể vượt qua thần minh. Còn Lý Giao lúc này chỉ trầm mặt suy nghĩ. Cường giả cấp 9 ư, đó là trình độ của tứ đại tổng trấn thủ Hoa Hạ mà. Diệp Bắc có tiềm lực như vậy, mình lẽ nào sẽ cách cậu ấy ngày càng xa. Bọn người kia lúc này cũng đã chào tạm biệt anh và Lý Giao. Được rồi, các người mau về nhà đi, dạo gần đây thành phố Thanh không thái bình đâu. Sau đó bọn họ đều đã về được nhà, cô liền cảm ơn anh, cảm ơn cậu đưa tớ về nhà. Lần này vương thú đó đã xác định được chính là thi thể của thần lằn hắc ám, thành phố Thanh gặp rắc rối rồi, anh lúc này liền lộ ra vẻ đắc ý trấn an cô, đừng lo lắng. Trời sinh voi sinh cỏ nên kiểu gì cũng có cách thôi, cô lúc này với vẻ mặt không một chút biểu cảm dường như đang suy nghĩ rất nhiều điều, Diệp Bắc, cảm ơn. Sau đó liền nhanh chóng đóng sầm cửa lại, anh lúc này đứng ngoài ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đây? Bất thình lình như vậy, mình đắc tội với cậu ấy à? Cô ở phía bên trong cũng tràn đầy suy nghĩ, Diệp Bắc, mình thật sự có thể theo kịp bước chân của cậu không? Tại lò mổ dưới lòng đất, trên tay anh lúc này là con dao làm bếp dính đầy máu, Lạc Dương nhìn anh một cách mỉa mai. Cậu bốc phét công pháp nhà cậu kỳ diệu như vậy, tôi thấy chẳng qua cũng chỉ có thế thôi, anh lúc này không màng đến lời của cô ta. Chỉ nhìn vào con sư tử đại bàng phía sau mình, cho dù là người gỗ và cả con sư tử đại bàng được này, để thăng cấp vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm, anh lúc này quay đầu lại tò mò hỏi. Chẳng phải cậu nói mới bắt được một con sư tử đại bàng vô sao? Người đàn ông lúc này gọi anh, tên nhóc, đi theo tôi. Sau đó ông liền nhanh chóng mở tấm vải đậy chiếc lồng ra, cô gái lúc này ngồi phía sau nói vọng lại, sợ rồi chứ gì. Sư tử đại bàng vua trên thế giới này là cực kỳ hiếm có, chắc chắn không phải là dạng mà tên giá đỗ biến thái cậu có thể hạ được. Người đàn ông lúc này cũng tiếp lời, đúng vậy. Con sư tử đại bàng ba đầu vua này mặc dù tuy là chỉ còn chút hơi tàn, cậu cũng chưa chắc có thể làm nó bị thương. Cô gái ngồi phía sau lúc này nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt khinh thường trêu chọc anh, tên giá đỗ biến thái, từ bỏ đi, cậu không ổn đâu. Anh lúc này vung con dao làm bếp trên tay mình liền nói với cô, ai cần cô lo, xem ta đây, vừa chạm đến con sư tử đại bàng kia, dao của anh đã bị gãy làm đôi. Cô gái ngồi bên cạnh lúc này cười một cách hả hê, ha 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 ha, thấy chưa, thích làm màu à.
Anh lúc này nhìn vào con dao mình một cách trầm ngâm, mình hiểu rồi, trong tình huống không dùng ỷ thiên kiếm, mình rất khó để phá được phòng ngự của đại bàng sư tử vua, nhưng mình cảm nhận được hô hấp của nó, sau đó anh liền nhắm mắt lại. Lúc này hơi thở của con đại bàng sư tử đã bị anh phát hiện, bỗng anh mở trừng mắt hét lớn, chính là lúc này, gấp 10 lần sức mạnh. Sau đó liền dùng con dao chỉ còn một nửa của mình chém về phía con vật to lớn. Cô gái lúc này kinh ngạc không thể tin vào mắt mình, sao lại có thể vậy được. Người đàn ông lúc này cũng kinh ngạc, tên nhóc này không ngờ lại lĩnh ngộ được hô hấp bằng cơ, là do năng lực nhận thức quá cao. Hay là công pháp gia truyền của hắn thực sự thần kỳ như vậy, cậu vừa giết được con vật to lớn xong, hệ thống liền nhanh chóng thông báo. Giết sư tử đại bàng 3 đầu, kinh nghiệm cộng 15.000, tiền vàng cộng 5.300. Đẳng cấp người chơi cộng 1, đẳng cấp hiện tại đã đạt cấp 10. Chúc mừng người chơi thăng cấp sẽ giành được 9 điểm thuộc tính có thể tự do chi phối. Phần thưởng thêm, người chơi giành được chiến giáp sư tử đại bàng. Chúc mừng người chơi hoàn thành lần giết boss đầu tiên. Phần thưởng dương kho báo boss cộng 1, đẳng cấp người chơi đã đạt đến cấp 10. Thỏa mãn điều kiện đổi việc, hiện tại có muốn đổi việc không? Anh lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, lần này hời rồi. Người đàn ông lúc này lộ ra vẻ mặt hài lòng khen ngợi anh, không ngờ người anh em này tuổi còn nhỏ mà đã có thể lĩnh ngộ được hô hấp của cơ bắp. Anh nghe vậy liền gãi đầu, sau đó tự tin đáp lại, còn phải nói, tôi là thiên tài mà, ha ha ha, cũng không thể nói với ông chú là mình có hệ thống. Sau đó liền rạng rỡ quay sang nhìn ông chủ lò mỗ, phải rồi, ông chủ liền kinh ngạc, sao, bỗng anh khựng lại, hệ thống thông báo. Dương kho báu boss, giáp chiến đại bàng sư tử đã gửi đi, người chơi hãy chú ý kiểm tra nhận thưởng. Vừa nhận được thông báo từ hệ thống, anh lập tức lao như bay ra khỏi đó rồi nói vọng lại. Tôi sẽ gửi tiền cho ông sau, tôi còn có việc đi trước nha. Ba người bên trong lúc này đầu đầy chấm hỏi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn anh lúc này vẫn đang rất phấn khích, chiến giáp của Dương kho báu boss ư, lợi hại quá, mình không đợi nổi nữa rồi. Cuối cùng anh cũng đã về đến nhà của mình, anh lộ ra nụ cười đắc ý, he he he, lợi hại, chiến giáp đại bàng sư tử này không hổ là bảo vật boss. Phòng ngự đáng kinh ngạc lại còn bay được, e là trong thời gian ngắn ỷ thiên kiếm cũng không thể phá được phòng ngự. Vừa cảm thán xong, hệ thống liền nhanh chóng thông báo, chiến giáp sư tử đại bàng, sức phòng ngự cộng 80, kỹ năng thêm là bay lượng, thời gian duy trì 30 phút, thời gian hồi chiều 5 tiếng. Đẳng cấp trang bị cấp 10. Đánh giá đây là một bảo giáp thực sự, sức phòng ngự đáng kinh ngạc, tử đạn bắn không vỡ, đừng dùng ỷ thiên kiếm để đâm, đâm nhẹ vài lần chắc chắn không sao, nhưng sẽ gây hại đến độ bền. Bỗng anh kinh ngạc nhìn lên giường mình, nhưng cái kiện thôn lệnh mà trương kho báu boss này mở ra rốt cuộc là có tác dụng gì thế nhỉ? Sau đó anh liền tiến đến nhặt lệnh bài đó lên, xem ra buộc phải tự thiết lập thế lực của mình rồi, nhưng trọng tâm của hôm nay là, sau đó liền phấn khích hét lớn, mình cuối cùng cũng thăng cấp lên cấp 10 rồi, vậy thì hệ thống, đổi nghề cho ta. Sau đó xung quanh anh liền xuất hiện một luồng sáng màu xanh. Hệ thống thông báo, hệ thống đổi nghề bắt đầu. Anh kinh ngạc, đây chính là hệ thống đổi nghề sao? Trước mặt anh lúc này hệ thống đang giới thiệu những nghề cho anh biết. Nghề nghiệp pháp sư là một nghề nghiệp với tầm đánh xa, vận dụng thuật pháp để tìm kiếm chân lý vũ trụ. Anh suy nghĩ một lúc liền lộ ra vẻ hài lòng. Nghề nghiệp với tầm đánh xa ư, có chút thú vị nhỉ? Hệ thống lúc này lại tiếp tục giới thiệu nghề với anh. Nghề nghiệp võ giả là một nghề nghiệp tinh thông các loại vũ khí, ý chí chiến đấu ngút trời, đột phá cực hạn. Anh nhìn nó lộ ra nụ cười hài lòng, mình thích cái này. Sau đó hệ thống liền tiếp tục giới thiệu. Nghề nghiệp hòa thượng là một nghề nghiệp từ bi trắc ẩn, phổ độ chúng sinh, kim cương trừng mắt, trừ gian diệt tà. Anh lúc này nhìn ba nghề nghiệp trước mặt mình cũng có chút khó xử. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở, mời người chơi chọn phương hướng đổi nghề của mình. Sau đó anh liền nhanh chóng chọn, cái này sẽ thích hợp với mình đây. Vậy thì quyết định chọn cái này đi. Hệ thống thông báo, kiểm tra lựa chọn đổi nghề của người chơi, nghề nghiệp võ giả. Mặt anh lúc này trở nên nghiêm túc nghiến răng. Hệ thống tiếp tục thông báo thêm, bắt đầu đổi nghề, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt bắt đầu cường hóa. Sau đó anh liền lộ ra vẻ đau đớn. Trên mặt anh lúc này xuất hiện rất nhiều đường gân, anh nghiến chặt răng hét lên đau quá. Ngay sau đó một luồng sáng màu vàng liền bao vây lấy cơ thể của anh. Sau một hồi vật vã trong sự đau đớn, cuối cùng anh cũng lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù thật sự rất đau, nhưng mình cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh. Sau đó anh liền nhanh chóng đi tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm trên tay anh lúc này là lon Coca. Anh vội nhìn sang hệ thống thông báo, người chơi Diệp Bắc, nghề nghiệp võ giả, đẳng cấp 10, sức chiến đấu 650 tăng lên 900, sức mạnh 19,3 tăng lên 62, độ linh hoạt 7, phòng ngự 10,2, trí lực 10, điểm thuộc tính chưa phân phối còn lại 30. Kỹ năng sức mạnh kiến cực lớn, sư tử gầm, trang bị móng vuốt sói xanh, ỷ thiên kiếm, chiến giáp sư tử đại bàng. Anh lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, sức chiến đấu đã mạnh gấp 3 lần, mình của hiện tại đã có thể nhẹ nhàng xử lý sư tử đại bàng vương giả. Sau đó anh liền đặt lon Coca trên tay mình xuống ngồi một cách thảnh thơi, viết động vật phổ thông đã rất khó giúp mình kiếm kinh nghiệm, xem ra đã đến lúc đi xem thế giới bên ngoài rồi. Hệ thống thông báo, ký chủ thăng cấp 10, nhiệm vụ chính bắt đầu, nhiệm vụ chính 1, con đường võ thần. Nội dung nhiệm vụ, khiến cho ít nhất 10 triệu người công nhận võ đạo của bạn, tôn sùng bạn, đánh giá nhiệm vụ với tư cách là võ giả.
làm cho uy danh của võ giả vang xa trong thế giới này và được người đời tôn sùng. Đây là bước đầu tiên để trở thành võ thần. Phần thử nhiệm vụ, võ đạo thần thông. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ bên lề, bộc lộ tài năng. Nội dung nhiệm vụ, giết hung thú cấp 10 trở lên. Đánh giá nhiệm vụ, võ giả sao có thể không thấy máu. Mang theo vũ khí của bạn bắt đầu chuyến hành trình của võ giả thôi. Phần thử nhiệm vụ cộng 10.000, giá trị kinh nghiệm 15.000. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ, vẻ mặt anh liền trở nên đắc ý. Đây là bắt mình phải đi xem thế giới bên ngoài mà. Nếu đã như vậy, hãy để mình mở mang tầm mắt về sự nguy hiểm của thế giới hoang dã bên ngoài đi. Tại bên trong hội thám hiểm của thành phố Thanh, anh lúc này đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao chót vót trước mặt mình. Đây chính là nơi phát đi nhiệm vụ thăm dò dã ngoại. Chính là hội thám hiểm sao? Lúc này một tên đang đứng phía trên hiên ngang nói với mọi người, săn hổ vương cánh vàng, hiện có 4 vị võ giả hạng 3, cần gấp một người thức tỉnh thuộc tính gió. Giá cả ưu đãi, đến trước được phục vụ trước. Mọi người lúc này cũng xôn xao hét lên, thu thập 100 túi mật rắn trong hang vạn rắn, tiền thưởng 800 vạn tiền trái đất. Cần người thức tỉnh từ hạng 2 trở lên, năng lực thức tỉnh không giới hạn. Anh nhìn về phía bọn họ thầm nghĩ, sao lại thấy giống hội chơi game của kiếp trước nhỉ? Có điều 80% người của hội thám hiểm đều là người thức tỉnh, địa vị của người thức tỉnh quả nhiên rất cao. Bỗng một giọng nói cất lên, em trai nhỏ, là lính mới hả? Có cần chị đây giúp không? Chị đây, rất vui vẻ giúp đỡ người khác đấy nhé. Trước mặt anh lúc này là người đẹp rắn, cô cùng với mái tóc màu xanh của mình vô cùng xinh đẹp. Anh lúc này ngượng ngùng, đừng, cô ơi, cháu chỉ xem thôi. Vừa nghe đến đây cô ta liền tức giận nghiến răng, cậu gọi ai là cô? Anh lúc này lắp bắp, đây, anh lúc này thầm nghĩ, tôi đây mới lớp 7, không gọi bà là cô thì gọi là gì? Người phụ nữ trước mặt anh lúc này tức giận hét lên, tên khốn nạn này, ngươi chết chắc rồi. Phía sau anh lúc này truyền đến một tiếng nói, tên giá đổ biến thái sao cậu lại ở đây? Thì ra giọng nói đó chính là của Lạc Dương, cô cùng cha cô đang đứng ở phía xa vẫy tay về phía anh. Ý. Vừa thấy hai người bọn họ, anh liền nhanh chóng chạy đến tay bắt mặt mừng, Lạc đại thúc, gặp được chú thật tốt. Ông liền nhanh chóng giật tay mình lại, bớt đi. Sau đó liếc nhìn về phía cô gái đang tức giận, mỹ nữ rắn hãy nể mặt ta mà chuyện này cho qua đi. Cô gái lúc này kinh ngạc không thể thốt nên lời, sau đó cũng quay người rời đi. Hứ, bảo thằng nhóc kia lần sau linh hoạt chút. Anh lúc này nhìn theo bóng lưng cô gái tò mò, ông chú, người của đội thám hiểm đều kỳ lạ như vậy à? Ông lúc này cũng vui vẻ đáp lại câu hỏi của anh. Đúng vậy, nhiều năm chiến đấu trong thế giới hoang dã, đấu tranh với cái chết. Thần kinh ít nhiều cũng có chút căng thẳng, sau đó liền nhìn sang anh một cách ngạc nhiên. Ấy, không đúng. Sao cậu lại ở đây? Anh liền gãi đầu rồi giải thích, cháu cũng muốn xem thế giới hoang dã để mở mang tầm mắt. Lạc Dương lúc này nhìn anh một cách khinh thường. Ừ, dựa vào cậu ư, thế giới hoang dã hiểm họa trùng trùng. Như cậu e là chưa qua nổi một tiếng đồng hồ đã bị hung thú nuốt chửng rồi. Anh liền lè lưỡi trêu chọc cô ta. Đồ con gái bạo lực, cô bớt nói lại đi, tôi thấy cô cũng chẳng phải hạn tốt đẹp gì đâu. Nghe vậy cô ta liền tức giận hét lên, tên giá đỗ biến thái, ngươi muốn ăn đấm phải không? Cậu lúc này cũng tức giận mà nói lại, tới đi, tôi sợ cô chắc. Tên giá đỗ, nếu ngươi đã muốn chết, bà đây cho ngươi toại nguyện. Hứ, ai toại nguyện cho ai còn chưa biết đâu. Mọi người xung quanh lúc này đều phấn khích hò hét lên, đánh đi, đánh nhau đi, đánh nhau nào. Cha của Lạc Dương lúc này mặt tối sầm lại, hừ, sau đó tiến đến nhấc bổng hai người lên rời khỏi chỗ đó. Trên đầu anh lúc này bị u một cục to với vẻ mặt hờn dỗi, ông chú ác quá rồi đấy. Ông nhìn anh một cách nhàn hạ, ta không cần biết công pháp của cậu lợi hại như nào, nhưng đội thám hiểm đều là ngọa hổ tàng long, tốt nhất đừng có gây chuyện ở đây. Mặt anh liền trở nên bất lực, kèm theo đó là một chút hờn dỗi, cháu biết rồi. Ông lúc này nhìn anh một cách khinh thường, dựa vào thực lực của cậu, giết thêm một vài hung thú, bồi dưỡng kinh nghiệm chính là cách để nâng cao thực lực. Nhưng Dương Nhi nói đúng, thế giới hoang dã rất nguy hiểm, vừa nghe có thể giết thêm hung thú anh liền trở nên phấn khích. Ông chú và Nam ra Bắc, chú giới thiệu cho cháu tình hình thế giới hoang dã tí đi. Ông lúc này cũng bỏ cốc nước trên tay mình xuống vui vẻ chấp thuận, thôi được rồi, vậy ta nói cậu nghe. Sau đó ông liền nhìn anh một cách trầm ngâm, tên nhóc này, sao lại thấy càng lúc càng hưng phấn vậy? Sau đó liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Khụ, tóm lại, muốn nâng cao thực lực, cậu chỉ cần đối phó với vài hung thú giải rác là được rồi, không cần đi sâu vào thế giới hoang dã. Anh lúc này lộ ra vẻ mặt vâng lời, yên tâm đi ông chú, cháu biết nên làm gì mà. Nói xong cậu liền thầm nghĩ, không trì hoãn nữa, mình phải ra khỏi thành phố ngay thôi. Tại tường phòng ngự thành phố Thanh, đứng lại, trọng địa quân sự, không được xông vào. Đó là tiếng của một người lính đang hét lớn đuổi theo anh. Bỗng trước mặt anh cũng xuất hiện một người lính khác. Cậu có giấy thông hành không? Tại sao lại lén lút ra khỏi thành? Nghe hỏi vậy anh liền lắp bắp, gì? Sau đó liền hét lớn chỉ tay về phía sau anh lính, hung thú bay. Anh lính lúc này cũng hoảng sợ quay đầu lại nhìn, gì cơ? Hả, sao không thấy gì cả? Này, cậu nhìn thấy thật à? Ấy, cậu ta đâu? Anh lúc này đã biến đâu mất? Người lính bị lừa cũng là nhíu mày lại, tên nhóc này đang yên đang lành sao cứ phải đi tìm cái chết cơ chứ? Lúc này trước mặt anh là một con chuột với đôi mắt đỏ ngầu, anh nhìn nó một cách đắc ý, đây chính là ngoài thành phố sao?
quả nhiên là một đống đổ nát. Hệ thống thông báo, chuột lớn mắt đỏ, đẳng cấp 5, sức chiến đấu 40, đánh giá. Sinh vật quần cư, thích ăn xác thối, răng cực kỳ sắc, giỏi đào hố. Sau đó anh liền nhanh chóng rút ra một thanh đao dài. Hệ thống thông báo, kích sấm sét sức tấn công cộng 350, giá 3.000 tiền vàng, đặc hiệu bổ sung thuộc tính sấm sét. Bị kích sấm sét làm bị thương, vết thương tiếp tục bị xé rách, đồng thời máu thịt xung quanh giống như bị sét đánh dẫn đến hoại tử. Nghề nghiệp trang bị, võ giả. Đẳng cấp trang bị, cấp 10. Ngay sau đó anh liền nhanh chóng bật người nhảy lên, vuôn đao về phía con chuột trước mặt mình. Lấy ngươi luyện tay trước đi, sau đó liền chém mạnh xuống. Hệ thống thông báo, đã giết chuột lớn mắt đỏ, kinh nghiệm cộng 3, tiền vàng cộng 1. Anh lúc này nhìn nó một cách khinh thường, dí, còn không chịu nổi một đòn. Đây mới là cuộc sống đánh quái vật mà mình mong ước chứ. Bỗng anh im lặng, xung quanh anh lúc này là rất nhiều chuột lớn mắt đỏ. Chúng đang ồ ạt đổ dồn về phía anh, với ý định xô xé anh ra thành nhiều mảnh. Trời lúc này cũng đã về chiều, anh đang ngồi ăn thịt hung thú nướng một cách vô cùng hưởng thụ. Sau một hồi ăn uống no say cuối cùng anh cũng đã no, ợ no quá. Thịt hung thú tươi này chính là đạo gân, bỗng anh khựng lại, sau đó quay nhanh đầu về phía sau. Sau lưng anh lúc này là một con hổ trắng to lớn đang lao đến. Không đợi nó có cơ hội tấn công mình, anh nhanh chóng rút vũ khí mình ra. Chỉ sau một quyền con hổ đã bị anh hạ gục. Hệ thống thông báo, hổ cánh vàng, đẳng cấp 15, sức chiến đấu 900, đánh giá, như hổ mọc cánh. Khi hổ mọc thêm đôi cánh, vậy sẽ là trải nghiệm như thế nào? Huống hổ, là hổ quần cư. Anh lúc này vẫn đang đứng nhìn nó một cách khinh thường, dí, sức chiến đấu ngay cả 1.000 còn không có mà cũng dám tập kích ta, chỉ là không biết ra hổ có mùi vị như nào. Cơ mà khoan đã, hổ quần cư này là thứ quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ hổ đều là, chưa nói hết câu xung quanh anh lúc này là cả một đàn hổ cánh vàng đang bao vây lấy mình. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng của bọn chúng. Sống đơn độc sao? Bỗng một con hổ gầm về phía anh, nhận thấy tình hình không khả quan, anh liền 36 kế chạy là thượng sách, vừa chạy vừa hét lớn. Ôi cha mẹ ơi, chẳng phải hổ sống đơn độc sao? Mặt anh lúc này toát đầy mồ hôi, vừa chạy vừa thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Xem ra, buộc phải dùng cái đó rồi. Nghĩ đến đây anh liền nhanh chóng dừng lại không chạy tiếp nữa, sau đó lộ ra vẻ mặt kiên định hét lên, khởi động, xung quanh anh lúc này là một luồng sáng chói mắt. Những con hổ đang ở gần anh cũng bị luồng sáng đó đánh bật ra xa. Chiến giáp sư tử đại bàng, trên người anh lúc này đã có được bộ giáp, anh liền lộ ra nụ cười đắc thắng. May mà chiến giáp sư tử đại bàng biết bay, nếu không thì phải nộp mạng ở đây rồi, thế giới hoang dã quả nhiên nguy hiểm. Sau đó liền khiêu khích đám hổ ở gần mình, he he he, chẳng phải vừa nãy chúng mày đuổi tao đã làm sao? Vừa nói dứt câu anh liền lộ ra ánh mắt sắc bén của mình, bây giờ, đến lượt tao rồi, thăng long lạc phụng trảm. Xung quanh anh lúc này bị bao trùm bởi một luồng sáng xanh kỳ ảo, phía sau anh lúc này tựa như có một con rồng lớn đang hiện diện. Sau đó mặt đất xung quanh anh lúc này nứt ra. Những con hổ cũng bị sức mạnh kinh người của anh đánh bật ra xa. Hệ thống liên tục thông báo rằng anh đã tiêu diệt được những con hổ cánh vàng to lớn đó. Anh nhìn về phía những con hổ chạy thoát được. Kinh nghiệm của hổ cánh vàng có 2.000, giết thêm mười mấy con là thăng cấp được rồi. Ở đây chỉ mới là vùng bên ngoài của đồi hổ dữ, mình có cần tiến sâu vào trong không? Đang suy nghĩ bỗng anh khựng lại. Không xong rồi, sao mình lại? Sau đó anh liền khuỵu một chân xuống đất, thăng long lạc phụng trảm tiêu hao quá nhiều thể lực. Không thể xem là chiêu thức chém giết thông thường. Huống hồ kinh nghiệm thực chiến bên ngoài của mình còn kém, vừa đến đã dụ một lượng lớn hổ cánh vàng, xem ra buộc phải hồi phục thể lực mới được. Có điều, hổ cánh vàng này biết săn bắt, chạy trốn ư, loại hung thú này. Trí tuệ không thấp, trong rừng lúc này là một con hươu, bỗng từ đâu một con hổ cánh vàng bay lại ngoạm vào cổ con hươu đó, anh liền nhanh cơ hội đó phóng vũ khí mình đến giết chết con hổ. Anh bước về phía bọn chúng một cách hiên ngang, bỗng anh dừng lại trước mặt con hươu xấu số kia, mồi nhử chết rồi. Khó khăn rồi đây. Trên những vách đá cao chót vót lúc này là rất nhiều hổ cánh vàng đang ở đó. Anh nhìn về phía bọn chúng một cách bất lực, hổ cánh vàng này cũng tinh quá. Giờ đã tập hợp tất cả với nhau, những con đơn độc càng lúc càng khó giết, rõ ràng chỉ cần giết thêm vài con là thăng cấp được rồi, thôi bỏ đi. Xem còn hung thú nào khác không, nói rồi anh liền nhìn về phía xa tìm kiếm, hai mắt anh sáng rỡ lên, bên kia vẫn còn hổ cánh vàng đơn độc. Mình phải biến nó thành lương thực thăng cấp thôi, giá trị kinh nghiệm, ta đến đây. Bỗng mặt anh tối đen như nhọ nồi, đùa hả trời. Hệ thống thông báo, hổ vương cánh vàng, đẳng cấp 25, sức chiến đấu 3.000, đánh giá, mây theo rồng, gió theo hổ, đây là vua của hổ cánh vàng, năng lực ngự phong, khống thần. Kiến nghị người chơi gặp phải thì mau chạy trốn, bạn không có chút xác suất thắng nào, anh lúc này lộ ra vẻ mặt e dè. Đây mà là hổ à, còn to hơn cả cá voi, con hổ lúc này trừng mắt nhìn về phía anh liền hoảng sợ. Thôi xong mẹ tôi rồi, lẽ nào nó phát hiện ra mình rồi? Con hổ tiến đến trước mặt cậu cùng với khí thế ngút trời áp đảo đối phương của mình, sau đó liền nhanh chóng há miệng cho anh một đòn. Anh lúc này đã không đỡ nổi, bị một đòn của nó đánh bật ra xa. Nó nhìn anh một cách khinh thường, phía xa xa lúc này là một đồng cỏ mênh mông rộng lớn. Trên đó còn có những con hươu đang vui vẻ gặm cỏ. Sau đó anh liền rớt xuống trước mặt bọn chúng. Những con hươu lúc này cũng kinh ngạc,
anh liền ngóc đầu ngồi dậy. Khụ khụ, hổ vương cánh vàng đáng sợ quá. Ý, sau lưng anh lúc này là một đàn tê giác đang hung tợn lao về phía anh. Anh nhìn một màn này liền lộ ra vẻ sợ hãi, số mình, sau đó liền hét lớn, không đen đến vậy chứ. Bổ dọc, càn quét, sau đó một luồng sáng bao trùm trước mặt anh. Hê, kết thúc rồi. Hệ thống thông báo, giết thêm giáp mảng ngưu, kinh nghiệm cộng 1.300, tiền vàng cộng 500. Anh lúc này mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, cuối cùng cũng thăng cấp, loại hung thú ăn cỏ này. Số lượng nhiều đến mức giật mình, bên ngoài thành phố có nhiều hung thú như vậy mà chính phủ lại không thanh lý, e là đã có ước định gì đó đối với thú vương. Sau đó liền đứng dậy ưỡn vai, thế giới này quả là nguy hiểm trùng trùng, buộc phải nhanh chóng thăng cấp, hay là thăng cấp đến cấp 12 rồi hẳn về. Trên người anh lúc này bộ đồ đã bị rách tơi tả, sau đó anh liền nhanh chóng cầm vũ khí của mình lên, hung thú ăn cỏ chính là đại bổ, nhiều như vậy. Không biết túi không gian có chứa nổi không, thật là với sức của mình thì thừa thắng đám hung thú ăn cỏ này, nhưng lại rất tốn sức, xem ra phải rèn luyện kỹ năng nhiều hơn. Chỉ có điều, rầm rầm rầm, anh kinh ngạc quay đầu sang hướng đang phát ra âm thanh đó, bên đó tập trung một đoàn thiên giáp mảng ngưu, có chuyện gì xảy ra vậy? Bên đó lúc này là đám người của Lạc Dương, cô lúc này dường như đã kiệt sức, một con thiên giác lao mạnh về phía cô nhanh chóng dùng kiếm của mình chặn đòn nó, sau đó liền hét lên. Nhanh lên cha, con sắp không chống cự được nữa rồi. Sau đó lỗ tai con thiên giáp liền bị cắt phăng đi, con thiên giáp này chính là thiên giáp mãng ngư vương. Nó lúc này tức giận nhìn chằm chằm về phía lão Lạc, ông lúc này cùng với gương mặt lo lắng quay lại nói, cố gắng lên, ta giết con súc sinh này ngay đây. Thiên giác lúc này tức giận gầm lên sau đó liền quay người rời đi, ông lúc này tức giận hét lên, súc sinh đừng chạy, con thiên giáp mãng ngư vương này gian xảo như vậy. Nếu cứ kéo dài thời gian, e là toàn quân thất bại mất. Lúc này thanh kiếm của Lạc Dương đã bị vứt văng ra xa, tay cô lúc này cũng đã bị thương. Đáng ghét, bỗng con thiên giác xông đến chỗ cô, lão Lạc thấy vậy liền hét lên, Dương Nhi, mau trốn đi, đáng ghét, không kịp nữa rồi, cô lúc này đã nhắm mắt chịu chết. Chà, con xin lỗi con đã hết sức rồi, bỗng nhiên từ đâu một luồng sáng bay thẳng vào con thiên giáp đó, thì ra người tấn công con thiên giáp đó chính là Diệp Bác. Anh đứng nhìn cô lộ ra nụ cười đắc ý, đồ con gái bạo lực, cô yếu quá. Thấy anh cô liền hoảng hốt không tin vào mắt mình. Tên giá đỗ biến thái, anh lúc này tức giận hét về phía cô gái. Đã bảo là tôi không phải biến thái rồi, mà có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại bị bao vây? Anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Lão Lạc lúc này mệt mỏi mặt toát đầy mồ hôi. Ta muốn chế tạo một món vũ khí tốt hơn cho Dương Nhi, nên đã nhắm vào thiên giáp mã ngưu vương. Không ngờ mới mất cảnh giác một chút đã bị bao vây. Anh lúc này lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Không ngờ ông chú Lạc lại bị lật xe. Nghe vậy ông ta liền tức giận kề đao vào cổ anh. Tên nhóc, ăn nói cẩn thận vào, thấy vậy anh liền lập tức xin lỗi. Bên phía hai người còn lại đang chống chọi với những con thiên giáp khác. Lão đại, nhanh lên chút, bọn tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ông lúc này nhìn sang con thiên giáp mãng ngưu vương đằng xa, con bò này sau khi bị mình đánh đến sợ, căn bản không đánh nhau với mình, mà theo thời gian. Thiên giáp mãng ngưu ở bên này càng lúc càng đông, Lạc Dương lúc này vẫn còn cứng miệng. Cha, chúng ta giết chúng đi, mặt ông lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Số lượng như này, ta không giết hết được. Cô lúc này vẫn còn cứng miệng tỏ ra vẻ anh hùng, con không quan tâm, con muốn ăn thịt bò xào. Ông lúc này mệt mỏi và nói với con gái mình, thể lực của ta đã không còn đủ. Dương Nhi, cha có lỗi với con, bỗng một tiếng nói hét lên, ông chú Lạc, chúng ta vẫn còn cơ hội, đó chính là tiếng của Diệp Bác. Ông chú Lạc, chú có thể cản được lũ bò tấn công trong 3 giây không? Ông nghe vậy liền nhanh chóng đáp lại lời anh, 3 giây ư? Không thành vấn đề, nhưng cậu muốn làm gì? Anh lúc này hét lớn, không kịp giải thích nữa rồi. Chú giúp cháu cản trong 3 giây, ông lúc này mồ hôi nhễ nhại nhíu mày lại, đáng ghét, tên nhóc láo toét này. Sau đó cũng nhanh chóng cản đám thiên giáp lại, toàn phong cuồng đao chảm, ông lúc này hét về phía anh, tên nhóc, dùng xong chiêu này là ta hết thể lực rồi. Nếu như cậu không thành công, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Anh lúc này đứng trên cao quay xuống nhìn lại lão Lạc đáp lại bằng một vẻ mặt vô cùng tự tin, yên tâm đi, cháu còn chưa sống đủ, thiên giáp mãng ngưu đến vô số kể, cho dù giết chúng có thể thăng cấp, nhưng e là cũng không thể trụ thêm được bao lâu. Bắt trộm phải bắt tên cầm đầu, lần này phải liều thôi. Sau đó anh liền nhanh chóng nhảy xuống người con thiên giác mãng ngưu vương, gấp 10 lần sức mạnh, sau đó đánh mạnh vào người con thiên giác. Thiên giác bị anh đánh gục nằm dưới đó, không để nó kịp đứng dậy, anh liền nhanh chóng ra tay, Thăng Long Lạc Phụng Trảm. Sức mạnh anh lúc này tựa như một con rồng và một con phượng hoàng đang lao đến con thiên giác, chỉ sau một đòn cuối cùng nó cũng bị hạ gục. Anh lộ ra nụ cười đắc ý, kết thúc rồi. Hai tên đàn em lúc này mừng rơi cả nước mắt, đại ca, nhị đệ, sau đó liền lao đến ôm nhau thắm thiết. Chúng ta sống lại rồi, cha con Lạc Dương lúc này nhìn một màn này cũng là đầy bất lực, ném hai người kia cho hung thú ăn đi. Lạc Dương lúc này cũng đồng ý với ý kiến của cha mình, đồng ý, con không quen bọn họ. Anh lúc này vui vẻ vẫy tay với lão Lạc. Chú Lạc, ông lúc này vẫn tỏ ra vẻ khinh thường anh, lần này là do tôi làm liều, cậu nhóc, coi như tôi nợ cậu ân tình. Anh lúc này lộ ra vẻ mặt thân thiện tiến lại gần lão Lạc,
ông chú là khách sáo quá, chúng ta thì tính toán gì chứ? Nhìn biểu cảm của anh ông lúc này tức giận nghiến răng, tên nhóc này cứ như là vừa gặp đã thân ấy, xem bộ mặt kia kìa, thật muốn đánh cho một trận. Anh lúc này vui vẻ chỉ vào con thiên giác mãng ngưu vương đang nằm dưới đất, chú Lạc, con bò này cháu sẽ mang đi, xem ra cũng béo đấy, lần này thu hoạch to rồi. Chỉ cần ăn không thôi là cũng tăng được không ít thuộc tính, lão Lạc lúc này thở dài, cậu đợi một chút, anh kinh ngạc quay lại nhìn lão Lạc. Ông chú Lạc còn chuyện gì không? Sau đó ông liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói với anh, Diệp Bắc, thiên phú của cậu rất giỏi, nhưng cậu sử dụng sức mạnh quá ẩu. Nếu ngày mai có thời gian thì tới tiệm rèn Lạc Sơn tìm ta sẽ truyền thụ cho cậu phương pháp vận dụng sức mạnh mà ta vẫn dùng từ trước tới nay. Nghe vậy anh liền lộ ra nụ cười vui vẻ nhanh chóng đáp lại, ông chú yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ đến. Lạc Dương lúc này tiến đến chỗ anh nhìn anh một cách phán xét. Tên giá đỗ biến thái, tốt nhất là cậu thay quần áo đi, sắp lộ ra hết rồi kìa. Anh ngạc nhiên nhìn lại bộ đồ trên người mình, hửng. Được, ngày hôm sau tại thị trấn Lạc Sơn, anh lúc này nhìn lên bảng hiệu, tiệm rèn Lạc Gia, chắc đúng là chỗ này rồi. Từ phía xa một bóng dáng bước đến, này, tên giá đỗ biến thái, tôi còn tưởng cậu không tìm được cơ. Lạc Dương lúc này đã có được một bộ giáp mới nhanh chóng khoe mẽ với anh, sao, nhìn đến ngây ngốc rồi hả, chiến phục của tôi. Với cả binh khí của chúng tôi, cũng được nhỉ, anh nhìn cô một cách khinh thường vội vàng mỉa mai, ha ha, đó là do chú Lạc có bản lĩnh. Cô khoe khoang cái gì, bị cậu nói đến không thể cãi được cô ta liền nghiến răng một cách tức giận, tên khốn nạn nhà cậu, muốn chết thì cứ nói, anh lúc này nhìn cô ta một cách khinh thường, hứ, tới đi, sợ cô thì tôi là con. Cô ta nghiến răng hét lên, cậu, chết, chắc, rồi. Ông chú lúc này đã xuất hiện, ông tức giận hét lên. Sao hai đứa cứ gặp nhau là lại cãi nhau vậy? Sau đó liền cóc vào đầu hai người, không an phận được hả? Hai người lúc này vẫn còn trẻ con chỉ vào nhau đồng thanh hét lên, là cậu ta, chưa nói hết đã bị lão Lạc quát lớn, im miệng. Ông lúc này nhìn anh một cách vui vẻ, được rồi, hai đứa tạm dừng chút, hôm nay sẽ chế tạo vũ khí mới cho Dương Nhi. Sau đó ông điền tiến đến lò rèn của mình. Ta sẽ dùng phương pháp sử dụng sức mạnh đặc thù, cậu xem kỹ nhé. Sau đó ông liền dùng một cái búa lớn đập thật mạnh vào thanh sắt đang nóng đỏ. Xem đây. Anh lúc này nhìn một màn này cũng là đầy kinh ngạc, lợi hại quá, biên độ vung búa của chú Lạc không lớn, nhưng lực thì lại đáng ngạc nhiên. Phần quà này quả thật quá lớn, mình nhất định phải nhớ thật kỹ. Anh lúc này đang chìm trong những suy nghĩ của mình, bỗng hệ thống thông báo. Tinh, kiểm tra thấy Lạc Thanh Sơn đang truyền thụ kỹ năng kiểm soát sức mạnh cho người chơi. Tinh, thông qua quan sát học tập Lạc Thanh Sơn, người chơi đã lĩnh ngộ kỹ năng bị động. Kiểm soát sức mạnh giai đoạn đầu, người chơi có thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách sơ bộ, sử dụng sức mạnh ngang nhau có thể phát huy được 150% lực đạo, độ thành thục 0/1000. Anh liền nhanh chóng trở nên kinh ngạc, vậy là nắm được rồi ư, độ thành thục này cần đến 1000 là có thể tiếp tục thăng cấp. Lạc Dương lúc này đắc ý nhìn anh, tên giá đổ biến thái, sững sờ rồi hả, học được chưa, anh liền lộ ra vẻ mặt tự tin. Tất nhiên, ta là thiên tài mà, cô ta lúc này tức giận nắm chặt nắm đấm, tên khốn này ngạo mạn như vậy. Chỉ muốn đấm cho một trận, sau một lúc lâu cuối cùng vũ khí cũng đã được làm xong, Lạc Dương thấy vậy liền phấn khích, thành công rồi, kiếm thiên giáp mãng ngưu của mình. Cô ta vừa có ý định đưa tay đến cầm lấy thanh kiếm, bỗng thanh kiếm xuất hiện một luồng sáng màu tím, lão Lạc thấy vậy liền nhanh chóng hét lên cẩn thận, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thanh kiếm lúc này bay lên sượt ngang mặt Lạc Dương sau đó liền vỡ vụn, anh lúc này kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đây là có chuyện gì vậy? Ông lúc này liền lộ ra vẻ thất vọng, hai, là lỗi của ta. Không ngờ con xúc sinh này lại bướng bỉnh như vậy. Vậy mà vẫn còn để lại một tia chiến ý, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu như ta phát hiện sớm hơn, thì nên tiếp tục rèn tiếp. Đánh tan ý chí một cách triệt để. Xin lỗi, Dương Nhi, vũ khí của con không còn nữa. Cô lúc này cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Không sao đâu cha, cho dù không dùng vũ khí, con cũng có thể thi vào võ đường cực đạo. Sau đó ông liền tỏ ra vẻ thất vọng nhìn về phía anh. Vốn dĩ muốn dạy cậu phương pháp dùng lực, kết quả lại biến thành như vậy, khiến cậu chê cười rồi. Anh lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ an ủi lão Lạc, không sao ông chú. Tôi đã học được rồi, ông lúc này vẫn đang luyên thuyên, sau này cậu tiếp tục luyện tập thêm mới có thể. Vừa nói tới đây bỗng ông kinh ngạc, cái gì, cậu nói cậu đã học được rồi ư? Anh không đáp lại lời của lão Lạc chỉ nhanh chóng cầm lấy một thanh kiếm và cây búa, sau đó liền nở ra nụ cười rạng rỡ, ông chú xem giúp cháu còn vấn đề gì không nhé. Sau đó liền nhanh chóng dùng lực đập mạnh cây búa vào thanh kiếm nhanh chóng vỡ ra làm bốn. Ông lúc này nhìn thấy vậy đứng tỏ ra vẻ kinh ngạc không tin vào mắt mình. Sử dụng lực đạo một cách đều đặn, so với trước kia khác nhau như trời với đất. Anh lúc này cầm một mảnh của thanh kiếm đã bị vỡ rơi lên cao. Không tồi, cho cô kiểm tra xem như nào nhé. Cô lúc này vẫn không phục nhìn anh một cách khó chịu. Hứ, lẽ nào cậu không tiết cho tôi chiếc đại kích đó à? Anh lúc này lộ ra nụ cười đắc ý. Đại kích không phù hợp với khí chất của cậu, sau đó liền nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra. Cô thấy vậy liền kinh ngạc nhanh chóng tiến đến nhìn thanh kiếm. Anh liền lộ ra nụ cười đắc ý, là thanh bảo kiếm gia truyền, cô có muốn không? Nghe vậy cô liền nhanh chóng đáp lại, muốn.
sau đó liền nhanh chóng hỏi anh. Phải rồi, cậu lấy đâu ra thanh kiếm to như này? Anh nhanh chóng bịa ra một lý do nào đó. À thì, đây là chút năng lực của tôi, có thể lấy đồ từ xa. Không có gì to tát cả, cô lúc này mê mẩn cầm lấy thanh kiếm cậu vừa đưa cho. Năng lực này cũng được đấy, sau này ra ngoài thế giới hoang dã cần tiếp tế thì phải nhờ cậu rồi. Anh lúc này nhìn cô nở ra nụ cười thần bí thầm nghĩ, còn lâu mới nói cho cậu sự tồn tại của hệ thống. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của tôi. Lạc Dương bên này cường hóa sức mạnh, sau đó liền nhanh chóng chém vào cọc gỗ trước mặt mình. Cọc gỗ vừa bị cô chém qua một nhát liền nhanh chóng đứt đôi, cô liền kinh ngạc, sắc quá. Lão Lạc lúc này nhìn anh, vết cắt bằng phẳng ngay ngắn, thật là một con dao cắt sắc như cắt bùn, chỉ là cái này thật sự quá quý giá. Anh liền vui vẻ vỗ vai lão Lạc đáp lại, chú Lạc khách sáo quá, chúng ta còn phải tính toán nhau sao, giành được kỹ năng sử dụng sức sơ cấp mình đúng là lời to. Ông lúc này nhìn anh một cách bất lực, thằng nhóc này chẳng biết lớn bé gì cả, cơ mà thiên phú quả thật không chê vào đâu được. Anh lúc này vui vẻ, ông chú, nếu như vấn đề vũ khí giải quyết được rồi vậy cháu quay về trước đây. Nghe vậy lão Lạc liền cất tiếng, cậu đợi một chút. Anh lúc này ngạc nhiên, chú vẫn còn chuyện gì à? Ông lúc này lộ ra nụ cười. Diệp Bắc, cậu chưa từng nghĩ đến việc gia nhập võ đường cực đạo sao? Chuyển cảnh đến một buổi sáng nào đó, lúc này trời cũng đã sáng, hai mắt anh thâm quần đang ngáp ngắn ngáp dài. Hai ngày hai đêm chưa ngủ rồi, mình phải ngủ một giấc tử tế mới được. Võ đường cực đạo ư, mình là một võ giả, quả thật cần có một nơi huấn luyện có hệ thống mới được. Hình như ngày mai chính là sát hạch của võ đường nhỉ? Bỗng lúc này một cuốn sách từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt anh. Trước mặt anh lúc này là Lý Giao, cô hét lớn. Diệp Bắc, tên khốn nhà cậu mấy hôm nay đã không nghe điện thoại lại còn nghỉ học. Cậu rốt cuộc có coi người lớp trưởng là tôi ra gì không? Anh liền nhanh chóng tiến đến nịnh bợ cô. Lớp trưởng bớt giận. Tớ ở thế giới hoang dã, thật sự không có tín hiệu. Cô nghe vậy liền tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Thế giới hoang dã ư, cậu đã có thực lực đến thế giới hoang dã rồi à? Cậu liền lộ ra vẻ tự tin. Tất nhiên, hơn nữa còn giết được không ít hung thú. Với cả, cô nghe đến đây liền tò mò hỏi tiếp. Với cả gì nữa, cậu lộ ra vẻ nịnh nọt, tối nay không ít thức ăn từ thế giới hoang dã về. Không biết lớp trưởng đại nhân có muốn thưởng thức hay không? Cô lúc này đã khoái khoái chảy nước miếng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Thấy cậu có thành ý như vậy, vậy thì ăn lẩu đi. Nghe vậy cậu liền nhanh chóng vui vẻ. Được thôi, không biết lớp trưởng đại nhân muốn. Chưa nói hết câu bỗng cậu giật mình, khi trước mắt hai người bọn họ lúc này là một chiếc xe lớn đang lao tới. Cẩn thận, thấy vậy cậu liền nhanh chóng ôm Lý Giao nhảy về phía trước. Anh lúc này tức giận liếc nhìn về phía chiếc xe vừa nãy, đi đường thì đường vào chứ con mẹ nó tên điên đáng ghét. Ý, cơ mà cảm giác này, mềm mềm, cậu liền nhìn xuống thì tay cậu lúc này đang đặt vào đầu núi chập trùng của Lý Giao. Mặt cô lúc này ngượng ngùng đỏ ửng ấp úng không nói nên lời, Diệp, Diệp, sau đó liền hét lớn, Diệp Bắc, tên khốn nạn này, và rồi cuối cùng cũng đã về được đến nhà anh. Trên bàn lúc này bày một nồi lẩu và rất nhiều đồ ăn khác, mà cô lúc này vẫn đỏ bừng vì tức giận. Anh thấy vậy liền vội vã gấp đồ ăn cho cô. À thì, lớp trưởng đại nhân, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cậu tha lỗi cho tớ đi, đây là thịt của thiên giáp mã ngư vương, thường ngày không ăn được đâu. Cô lúc này vừa gấp đồ ăn rồi khó chịu nói với anh, cậu đừng tưởng dùng vài miếng thịt nát này là tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Anh liền cười gượng sau đó đáp lại, vâng, vâng, cậu nói đúng. Cô lúc này đã cho miếng thịt vào miệng bỏng cô khựng lại, mùi vị này, sau đó liền giả vờ bình tĩnh, mùi vị này cũng tạm tạm, ngon hơn thịt bò bình thường một tí. Anh nghe vậy liền cười sau đó đáp lại, phải không, vậy thì cậu ăn nhiều chút, lớp trưởng, sau này có lẽ tớ sẽ ít khi đến trường hơn. Cô nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt buồn bã hỏi lại anh, tại sao? Anh thì nhíu mày mặt trở nên nghiêm túc, tớ định sẽ đăng ký tham gia sát hạch võ đường cực đạo. Cô lúc này thở dài, chọn võ giả sao? Tài năng của cậu quả thực rất hợp làm võ giả, nhưng đừng có mà từ bỏ thức tỉnh sớm như vậy, cho dù thế nào, đều phải thử mới được. Sau đó cô liền tiến ra cửa, tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ với bên trường học. Nhưng mà, có thời gian thì vẫn nên đi học đi. Dù sao thì cậu vẫn là một học sinh. Nghe vậy anh liền nhanh chóng đáp, ừ, chỉ cần có thời gian tớ sẽ đi, đợi một chút, lớp trưởng. Nghe anh gọi như vậy cô liền khựng lại hai má đỏ bừng, ó, có chuyện gì vậy? Sau đó liền thầm nghĩ, cậu ấy gọi mình làm gì? Lẽ nào? Anh liền cười một cách vui vẻ, lớp trưởng, cảm ơn cô. Cô nghe vậy liền lộ ra ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt thất vọng liếc nhìn anh. Hứ, tên ngốc, sau đó liền ra ngoài đóng sầm cửa lại. Anh lúc này đứng bên trong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình nói sai gì à? Oáp, con gái thật là phiền phức. Kệ đi, đi ngủ trước, ngày mai còn phải đến võ đường cực đạo. Sáng hôm sau, trong võ đường cực đạo lúc này rất đông người, Lạc Dương lúc này ngồi một mình trông có vẻ rất buồn bã. Anh liền tiến đến chào hỏi cô. Hi, Lạc Dương, sao chỉ có mình cô ở đây? Chú Lạc đâu? Cô liền nhanh chóng quay lại nhìn anh rồi trả lời. Cha đi xem địa điểm trước rồi, bảo tôi ở đây đợi cậu. Anh liền kinh ngạc, vẫn là chú Lạc suy nghĩ thấu đáo. Vậy phải tham gia sát hạch như thế nào? Lạc Dương liền nhanh chóng trả lời anh, đăng ký ở quầy tiếp đón trước, sau đó đợi đến khi gọi đến tên mình là được. Anh lúc này nhìn về phía đám đông trước mặt mình.
xem ra người muốn trở thành võ giả cũng không ít. Phải rồi, phải thi những gì vậy? Cô lúc này Nhàn Hạ vừa uống nước vừa trả lời, còn có thể là gì nữa, thì là kiểm tra sức mạnh, tốc độ, phản xạ và thực chiến. Một lát nữa đi là cậu biết ngay mà. Anh lúc này vẫn thản nhiên chọc ghẹo cô, đồ con gái bạo lực. Lát nữa cô đừng để bị loại nha. Nghe vậy cô ta liền tức giận đặt mạnh đi nước đang cầm trên tay mình xuống, tiến sát về phía anh, tên giá đỗ. Anh thấy vậy liền lắp bắp. Cô, định làm gì? Sao cô lại cười nguy hiểm như vậy? Cô lúc này tiến sát lại anh dùng tay mình sờ vào mặt anh, lộ ra vẻ mặt quyến rũ. Tên giá đỗ, có ỷ thiên kiếm mà cậu cho tôi chẳng cần sợ gì cả nha. Anh thấy vậy liền hoảng sợ, đồ bạo lực, à không. Lạc Dương, cô, sao cô lại nói năng kiểu vậy? Lúc này loa đã thông báo đến tên cô Lạc Dương. Vui lòng đến địa điểm thi XXXX tham gia thi ngay lập tức. Vui lòng đến địa điểm thi XXXX tham gia thi ngay lập tức. Nghe vậy cô liền thản nhiên rời đi. Được rồi, không trêu cậu nữa, tên giá đỗ biến thái, cùng đi xem cậu sẽ biết ngay cuộc thi này. Hai mắt cô lúc này trở nên sắc bén, rốt cuộc là như thế nào? Anh lúc này mới vừa bị trêu ghẹo liền trở nên tức giận nghiến răng. Cô lúc này đang chiến đấu rất miệt mài, sau một vài đường quyền của mình đã hạ được tên quái vật trước mắt. Mọi người dưới khán đài lúc này kinh ngạc, cô gái này giỏi quá. Không ngờ lại giải quyết thạch cự nhân nhẹ nhàng như vậy. Thạch cự nhân mất đi năng lực hành động, Lạc Dương thắng, thông qua sát hạch. Lợi hại, lão Lạc lúc này cũng tiến đến, con bé này bướng bỉnh thật, rõ ràng chỉ cần khiến thạch cự nhân mất đi năng lực di chuyển thôi là được. Anh lúc này cũng xuất hiện giơ tay tán thưởng cô, đồ con gái bạo lực, đánh hay lắm. Cô lúc này liền tỏ ra vẻ đắc ý hất tóc mình. Ý, cần cậu phải nói à, thành tích dự tuyển của cậu thế nào? Anh lúc này thản nhiên lộ ra vẻ thần thần bí bí, cô đoán xem. Cô lúc này tức giận cầm ỷ thiên kiếm đuổi đánh anh, không nói bà đây siêng chết cậu. Lúc này đã có người thông báo, người sát hạch tiếp theo. Diệp Bắc, anh lúc này đã bước lên võ đài với gương mặt vô cùng tự tin. Bắt đầu đi, ta chưa từng chiến đấu với người thức tỉnh bao giờ. Cô lúc này đứng từ phía xa nhìn anh, cha, lão Lạc lúc này nhìn anh cười một cách đắc ý, yên tâm đi, thằng nhóc đó, giấu nghề ghê lắm. Sau đó bên dưới sân đấu liền có tiếng hét lên, bắt đầu, đối thủ của anh lúc này liền lộ ra vẻ mặt cười nham hiểm. Cẩn thận nhé, sau đó hắn liền dùng thực lực của mình khiến đá xung quanh đều bay lên, tất cả mọi người dưới khán đài lúc này liệt che mắt lại la hét, ui ra, đây, đùa hả? Trước mặt bọn họ lúc này là một người đá to lớn, mọi người dưới khán đài đều kinh ngạc, tên đó lúc này lộ ra nụ cười đắc ý. Đây là thực lực của ta có thể khống chế đá chi lực, hy vọng cậu đừng làm ta thất vọng. Trọng tài lúc này nhìn vào hồ sơ. Diệp Bắc, sức mạnh 3.500 kg, tốc độ 52 m/s, kinh nghiệm quá khứ, theo điều tra, từng tay không đánh bại vô diện nhân. Vừa đọc xong hắn ta liền nhanh chóng nhìn về phía anh lộ ra suy nghĩ. Diệp Bắc sao, chỉ dựa vào tố chất của bản thân đã tương đương với võ giả cấp 2. Kỹ thuật bình thường, chưa từng được huấn luyện có hệ thống, là thiên tài có tài năng dị bản, trong vạn người mới có một người sao? Lúc này người đá đã tấn công về phía anh nhẹ nhàng né tránh được, sau đó liền thầm nghĩ, chơi đá chi lực ư, sức mạnh của thằng Minh ban tặng sao? Người thức tỉnh quả là khó nhằn, toi rồi. Lúc này anh đã bị hai tay của người đá túm chặt lại, mọi người dưới khán đài lúc này thấy vậy liền kinh hãi hét lên. Thật hay giả vậy, cơ thể lớn vậy mà tốc độ lại có thể nhanh như thế, còn tên đối thủ lúc này của anh đứng lộ ra nụ cười khinh bỉ, thiên tài trong vạn người mới có một người. Chẳng qua cũng chỉ có thế, hả? Bỗng hắn là vô cùng kinh ngạc. Anh lúc này liền bộc phát sức mạnh, áo trên người anh cũng đã bị rách hết. Tên trọng tài lúc này đứng ở phía xa trầm ngâm, ồ, vừa nãy sức mạnh đột nhiên tăng lên, tên nhóc này còn giấu nghề cơ đấy. Tay của người đá vừa rồi bị anh làm vỡ ra hết, nhưng đã nhanh chóng lành lặn lại hết. Được đấy, đáng tiếc là cự nhân của ta biết hồi phục, chiến thuật như vậy hoàn toàn vô dụng. Anh lúc này bay ra xa nhìn vào đống vũ khí trước mặt mình, gấp 10 lần sức mạnh cũng không thể tạo nên vết thương chí mạng cho tên kia, sau đó liền nhanh chóng chọn lấy một món vũ khí cho riêng mình, rồi lao nhanh về phía hắn. Nếu đã thế, chỉ đành phải dùng chiêu đó thôi. Tên người đá lúc này đã vung nắm đấm về phía anh nhưng anh đã nhanh chóng bật người nhảy lên tay hắn. Ta vẫn luôn đợi cơ hội này, sau đó liền bộc phát sức mạnh. Mọi người lúc này vừa nhìn thấy liền trở nên kinh ngạc. Ta hoa mắt rồi sao, vừa nãy là một con rồng, một con phượng. Sau đó người đá liền nhanh chóng bị chẻ ra làm hai. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía trọng tài. Trọng tài, ta đã thông qua chưa? Ở một nơi nào đó trên bàn là rất nhiều chai rượu rỗng. Trên ghế là một gã đàn ông râu tóc bạc phơ. Lấy thêm một chai rượu nữa. Và đây là chủ quán tổng bộ võ đường cực đạo với cái tên Trần Diệp, một cô gái xinh đẹp lúc này tiến đến cô thở dài một cách bất lực. Tổng quán trưởng, ông đừng uống nữa. Vừa nghe như vậy ông ta liền tức giận quát, ta đường đường là võ giả cấp 5, cô còn lo ta uống say sao? Cô gái lúc này đã đặt một số tài liệu đến trước mặt ông, ngài lo lắng võ đường không có người tài thì tôi có thể hiểu, vì vậy mời xem tập tài liệu này đi. Nói xong cô liền tiến sát về phía ông, lúc này im lặng sau đó cũng lấy ra một sấp tài liệu, hai, được rồi để ta xem. Sau đó ông liền kinh ngạc, cái gì? Bên phía Diệp Bắc lúc này anh vẫn đang rất thản nhiên, trên tay anh là huy chương cấp 2 võ giả. Hê hê hê, mới đánh có một tí mà đã thông qua rồi,
Lạc Dương lúc này đứng phía xa tức giận, biểu cảm của tên này thật là muốn đánh. Lão Lạc lúc này nhìn anh một cách trầm ngâm. Vỏ giả cấp 2 ư, thực lực của Diệp Bắc cậu chắc là không yếu hơn ta đâu. Nghe vậy anh liền quay lại cười một cách ngượng ngùng, ông chú khách sáo quá. Bỗng lúc này điện thoại anh vang lên, anh liền nhanh chóng bắt máy. Alo, phía đầu dây bên kia là Lý Giao đang vô cùng tức giận. Cậu đang làm gì vậy, cả ngày không đến lớp học? Nghe vậy anh liền hoảng hốt hét lên. Ua, lớp trưởng, tớ lén nói cho cậu một bí mật, cậu đừng nói cho ai khác. Lạc Dương lúc này đứng phía xa nhìn anh một cách im lặng, sau đó liền hỏi cha mình. Cha, tên giá đỗ biến thái kia mạnh vậy sao? Ông lúc này nhìn con gái một cách bất lực. Dương Nhi, trên thế giới kiểu gì cũng có thiên tài, mình phải an ủi con bé thế nào đây? Bỗng ông giật mình khi Lạc Dương lúc này rút ra thanh kiếm. Cha, con phải vượt qua hắn lần nữa. Chuyển cảnh đến bên ngoài đồi mảnh hổ, những con hổ cánh vàng đang miệt mài ăn thịt những con hươu xấu số. Bỗng một luồng sức mạnh to lớn tấn công đến phía chúng, đó chính là do Diệp Bắc làm ra. Sức mạnh không có bao nhiêu nhưng hiệu quả lại tăng cao cực kỳ, quả nhiên kỹ thuật mới là thứ võ giả nên nắm chắc. Anh vừa hạ gục được vài con hổ cánh vàng thì hệ thống đã thông báo thăng cấp cho anh. Anh nhìn vào hệ thống một cách đắc ý, thăng cấp như này sướng thật. Sau đó anh kinh ngạc liếc nhìn về phía sau mình, lúc này những con hổ cánh vàng khác cũng đang lao về phía anh. Anh không cần mất nhiều sức đã hạ gục được hết bọn chúng. Đáng ghét thật, xông vào nhiều như vậy, hả, tình hình không đúng lắm, IQ của lũ hổ này không thấp. Lần này lại bị mình giết không ít, lần này lại dám liều chết chứ không rút lui. Bỗng anh kinh ngạc. Mình hiểu rồi, bọn chúng đang kéo dài thời gian. Ở phía xa đồi, con mãnh hổ vương cánh vàng lúc này đang gầm lên một cách giận dữ. Anh kinh ngạc quay đầu lại phía sau nhìn về luồng sáng thần bí. Hỏng rồi, lần trước giết quá nhiều hổ cánh vàng, bị hổ vương cánh vàng phát hiện, nên mới cố ý đặt ra cái bẫy này để mình chui vào. Hổ này thông minh quá, vừa nghĩ xong hổ vương cánh vàng đã lao nhanh về phía anh. Không được, cho dù vừa mới thăng một cấp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hổ vương cánh vàng, phải chạy ngay lập tức. Sau đó anh liền nhanh chóng mặc giáp của mình vào rồi bỏ chạy. Phía sau anh lúc này là hổ vương cánh vàng vẫn đang đuổi theo. Không hay, tốc độ của hổ vương cánh vàng quá nhanh, thế này thì kiểu gì cũng bị đuổi kịp. Phải làm sao bây giờ? Không đợi anh kịp nghĩ tiếp, hổ vương cánh vàng đã nhanh chóng tấn công về phía anh. Anh không kịp né đã nhanh chóng trúng đòn của nó. Ua, không ngờ uy lực pháo không khí này lại mạnh như vậy, lần trước nó căn bản không thèm dùng sức. Anh lúc này nhìn vào cánh tay đang bị thương của mình nghiến răng. Vừa mới chạm vào cánh tay trái của mình thôi mà đã tạo ra sát thương lớn như vậy, hoàn toàn không thể đối đầu chính diện. Sau đó liền liếc nhìn xung quanh. Có rồi, chính là vũng đầm lầy này. Sau đó liền chỉ tay về phía hổ vương cánh vàng hét lớn, tên đầu to, mau qua đây đi. Con hổ vừa bị khiêu khích liền nhanh chóng trở nên tức giận lao về phía anh. Anh thầm nở nụ cười đắc ý, tuyệt vời, cắn câu rồi, mau đến bắt ta đi. Nó vừa lao đến, anh liền nhanh chóng chui vào đầm lầy. Hổ vương cánh vàng lúc này đứng phía trên ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Và đây là bá vương đầm lầy giao long hai đầu. Lúc này một con rồng hai đầu xuất hiện gầm về phía hổ vương cánh vàng, còn anh thì đã leo được lên bờ. Thành công rồi, hung thú có ý thức lãnh địa cực mạnh, giao long hai đầu sẽ không để ý con cá nhỏ như mình, nhưng hổ vương cánh vàng gây hấn thì nó không thể nhắm mắt làm ngơ. Anh móc ra một bình đại huyết, anh vừa uống chất lỏng trong bình đại huyết vào nó liền nhanh chóng xuất hiện tác dụng. Anh nhìn vào cánh tay của mình kinh ngạc, ô ô, cánh tay trái hồi phục ngay lập tức, bình đại huyết lợi hại thật. Sau đó anh liền nhìn về phía đầm lầy, lúc này giao long hai đầu đang quấn chặt hổ vương cánh vàng. Hổ vương cánh vàng lúc này cũng không chịu thua, cắn mạnh vào người nó. Hai con vật lúc này giao đấu vô cùng ác liệt, còn anh thì chỉ đứng phía dưới nhìn một cách đắc ý. Hai đứa chúng nó nhất thời không thể phân thắng bại. Nếu đã vậy, hổ vương cánh vàng, ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc dám tính kế ta. Bên phía khác, một đàn hổ cánh vàng lúc này đang thay nhau xô xé con hươu xấu số. Bọn chúng nó kinh ngạc, một sức mạnh to lớn đã làm gãy hết tất cả các cây xung quanh chúng. Các chú mèo con ơi! Hổ cánh vàng lúc này nhìn thấy anh liền ngay lập tức hoảng sợ, còn anh thì lộ ra ánh mắt thương xót, kèm theo đó là một tí nham hiểm, lâu rồi không gặp. Vừa nghe câu nói của anh, bọn chúng liền hoảng sợ bỏ chạy. Anh nhìn theo bọn chúng cười một cách đắc ý, ở trước mặt ta mà còn vọng tưởng muốn chạy thoát, nằm mơ đi. Sau đó liền hạ gục vô số hổ cánh vàng. Hệ thống liên tục thông báo về phần thưởng khi tiêu diệt được hổ cánh vàng của anh, 199 con hổ cánh vàng. Đây chính là cái giá phải trả khi dám tính kế ta, đáng tiếc thay, vẫn thiếu một con nữa mới tròn số. Phía sau anh lúc này phát ra tiếng động, được lắm. Con thứ 200, hổ tướng quân cánh vàng, đẳng cấp 20, sức chiến đấu 1500. Giới thiệu, hổ tướng quân độc nhất vô nhị, có trách nhiệm bảo vệ hổ tộc. Anh nhìn nó lộ ra nụ cười đắc ý. Hổ tướng quân ư, tộc của ngươi bị ta giết cũng gần hết rồi, ngươi còn tận tâm làm gì? Nghe đến đây nó liền lao về phía anh, nhưng anh đã ngay lập tức lộn nhào người nhảy lên. Cơ hội tốt, sau đó liền nhanh chóng chặt đứt đầu con hổ to lớn kia. Con thứ 200, vậy là cũng đủ để con hổ chết tiệt đó đau lòng một thời gian. Vừa giết được hổ tướng quân, hệ thống liền thông báo, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, kẻ thù chung của tộc hổ. Hiệu quả danh hiệu kẻ thù chung của tộc hổ, thu hút thù hận của tộc hổ, nhưng đồng thời cũng làm giảm 50% sức chiến đấu của đối phương, kỹ năng đạt được.
Hổ nhảy giúp nâng cao sự nhạy bén và năng lực phản xạ, chủ động khởi động đạt được tốc độ gấp 3 và năng lực phản xạ, thời gian kéo dài 10 phút, thời gian hồi chiêu 30 phút. Anh nhìn vào hệ thống một cách nghi ngờ, hóa ra là nhiệm vụ ẩn, hổ nhảy, kẻ thù chung của tộc hổ và hổ vương cánh vàng ư. Thế thì ngày mình báo thù không còn xa nữa, với lại, những con hổ cánh vàng này dù để ăn hay để bán thì cũng được, cứ thế thì, mình không còn là con đỗ nghèo khỉ nữa. Lúc này đầu của Giao Long đầm lầy đã rơi xuống đất, hổ vương cánh vàng lúc này trừng mắt một cách tức giận, dưới chân nó lúc này là hàng loạt xác chết của hổ cánh vàng. Ở phía xa có những tên vào rừng với ý định như anh, nhìn thấy hổ vương cánh vàng tức giận liền hoảng sợ, toi rồi, ai đã chọc giận hổ vương cánh vàng vậy? Nó sắp xuống núi rồi, mau chạy thôi, cứu tôi với, hổ vương xuống núi rồi. Nó lúc này tức giận nhanh chóng tấn công về phía đám người đang chạy đi, trời lúc này cũng đã tối, anh ngáp ngắn ngáp dài, mình kiếm được tiền rồi. Lời rồi, không biết nên tiêu vào đâu đây, tay trái mua một cái Nokia, tay phải mua một cái Motorola, ấy, ông chủ tiền, muộn thế này rồi mà vẫn làm việc à? Sau đó anh liền vui vẻ tiến vào, hi, ông chủ tiền, chỗ tôi có hàng tốt, ông, bổng anh hét lên. Vãi trưởng, gì thế này? Ngay sau đó một con dao to lớn được ném về phía anh. Một đôi bàn chân bé nhỏ bước đến hét lớn, anh là ai, đến đây làm gì? Trước mặt anh lúc này là một cô bé vẫn còn nhỏ. Này, trước khi hỏi tôi là ai, có phải là cô nên xin lỗi vì hành vi vừa nãy không? Cô bé lúc này vẫn bướng bỉnh. Tôi không đấy, anh trừng mắt lên, con gấu bị đánh ư, có chuyện gì vậy? Khi thế này, sao ở đây lại có nhiều cao thủ vậy? Hơn nữa, lại luôn có ý thù địch với mình. Ông chủ tiền lúc này bước ra, lô, đây chẳng phải là Diệp Bắc sao, có chuyện gì thế? Anh lúc này nhíu mày, hả, cảm giác bị nhìn chằm chằm vừa nãy biến mất rồi, rốt cuộc chuyện này là sao? Ông chủ tiền lúc này bước ra ngượng ngùng gãi đầu, làm quen tí nhé, đây là con gái ta y đi, sao? Đáng yêu không? Con bé hơi nghịch ngợm, ta cũng không trị nổi nó. Anh lúc này nhìn hai người trước mặt mình một cách phán xét. Con gái ư, cô bé lúc này với vẻ mặt không quan tâm gì quay người đi vào, vừa đi vừa nói với một giọng điệu vô cùng hỗn hào. Ông già thối, nếu như cha quen hắn, thì con đi vào trước đây, ông chủ nhìn như vậy chỉ biết bất lực. Được, sau đó liền quay sang nhìn anh cười một cách ngượng ngùng, ha ha ha, bị ta chiều hư ý mà, thật ngại quá, phải rồi, Diệp Bắc, đã muộn thế này rồi mà cậu còn tìm ta có việc gì. Anh gãi đầu sau đó liền nhanh chóng đáp lại, ông chủ tiền, lần này tôi làm ăn một lô lớn đây. Xác của 36 con hổ cánh vàng, ông chủ nghe vậy liền kinh ngạc, 36 ư. Tên nhóc nhà cậu cũng được đấy, chúng ta đều là người quen cả nên cậu đừng ép giá quá, 32 vạn một con, thế nào? Nghe vậy anh liền trở nên phấn khích tiến đến túm lấy tay ông chủ tiền, chốt, cảm ơn ông chủ tiền. Ông chủ tiền thấy vậy liền bất lực. Không cần khách sáo, anh lúc này nhìn vào tấm thẻ trên tay mình, xem ra, ông chủ tiền có bí mật gì đó. Người bình thường làm gì có chuyện không hỏi xác những con hung thú này từ đâu ra, còn cả những cao thủ nhìn chằm chằm vào mình, sao lại tụ tập ở lò mổ chứ? Nhưng mà ông chủ tiền không nói, mình cũng ngại hỏi, thôi bỏ đi, ông chủ tiền không phải người xấu. Chú ấy tin mình cũng tin chú ấy, về nhà ngủ thôi, sau đó anh liền quay người rời đi. Chuyển cảnh đến phía bên trong lò mổ, lúc này ông chủ tiền đang đứng trước mặt rất nhiều người mặc đồ đen, điều tra rõ chưa, bọn chúng thì nhanh chóng trả lời, tra rõ rồi, tin tức là thật. Nhưng xác của thú vương đã bị hung thú khác dòm ngó rồi, ông chủ tiền lúc này liền lộ ra nụ cười nham hiểm, hê hê hê, ra là vậy, ngăn chặn tin tức, người thức tỉnh, lũ kêu căng đáng chết. Phía dưới nhà anh lúc này có một chiếc ô tô, từ trong xe hai người bước ra, chàng trai thần bí hỏi ông lão kế bên mình, chắc chắn là ở đây sao? Ông ta liền đáp lại với một vẻ mặt chắc nịch, chắc chắn là chỗ này, sau đó liền nhìn lên phía trên nhà anh, hơn nữa ta đã kiểm tra rõ ràng tình hình của tên nhóc này rồi. Bên trong lúc này anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn chuẩn bị một bàn thức ăn đầy thịnh soạn, anh lúc này vui vẻ nhắn tin cho Lý Giao, lớp trưởng đại nhân. Hôm nay có đồ ăn ngon, cậu mau đến đi, bỗng anh lúc này ngạc nhiên, hệ thống thông báo, tinh tinh, phát hiện người chơi tò mò về NPC. Hệ thống khởi động tính năng khám phá NPC, trước mắt tính năng vẫn chưa rõ ràng, mời người chơi tự mình khám phá, vừa nhìn thấy thông báo anh liền trở nên tức giận. Đùa gì vậy, tối hôm qua tò mò về ông chủ tiền, mà sao hôm nay mới xuất hiện tính năng, hệ thống mà cũng chậm trễ à? Sau đó anh liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình, lộ ra nụ cười nham hiểm, có điều, mặc dù tới hơi muộn chút, nhưng nếu như hữu dụng, thì quả là một thần khí phụ trợ. Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng gõ, nghe vậy hai mắt anh liền trở nên sáng rỡ, nhanh vậy à? Sau đó nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ bước ra mở cửa, lớp trưởng đại nhân, nhanh vậy đã tới rồi à? Tớ vừa mới gửi tin nhắn cho cậu thôi mà. Bỗng anh khựng lại khi trước mặt anh lúc này không phải là Lý Giao mà là hai người đàn ông. Mấy người, là ai? Người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng cất tiếng. Diệp Bắc, gu của cậu, rất đặc biệt. Anh lúc này nhìn ông ta một cách hoài nghi. Ông quen tôi à? Người đàn ông lúc này cũng nhanh chóng đáp lại. Tất nhiên, tôi đã quan tâm cậu từ những gì cậu biểu hiện ở võ đường cực đạo. Chúng tôi là võ đường cực đạo. Chàng trai trẻ kế bên cũng cất tiếng. Vú hổ nướng than, đuôi hổ khô,
thịt hổ xào lăn, ngay sau đó liền nhanh thoăn thoắt tiến đến bàn ăn của Diệp Bác. Lấy thịt hổ cánh vàng cấp 2 làm đồ ăn, cũng hiếm thấy đấy, anh lúc này kinh ngạc không thể tin vào mắt mình liền hét lớn, "Này, sao anh lại vào được đây? Anh đang đột nhập vào nhà dân đấy biết không?" Chàng trai lúc này vẫn không mảy may quan tâm tới lời của anh mà lại tiếp tục hỏi, "Đều do cậu giết à?" Lửa giận trong lòng anh lúc này đã sôi lên sùng sục, nhanh chóng đáp lại, "Tất nhiên là do tôi giết rồi, chứ chả lẽ là anh giết, còn không mau ra ngoài." Chàng trai lúc này áp sát mặt về phía anh, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười, "Cậu thanh niên trẻ, đừng có nóng giận như vậy." Anh lúc này hoảng hốt hét lên, anh muốn làm gì? Đây là nhà tôi, các người." Diệp Bắc hoảng hồn, anh lúc này đã đặt đích ngồi xuống ghế nhìn chàng trai ngồi trước mặt mình với vẻ đầy kinh ngạc. Anh lúc này thầm nghĩ, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn quá, ngay cả một chút thời gian để mình phản ứng cũng không có. Rốt cuộc bọn họ là ai? Sau đó tất cả những thức ăn của anh vừa chuẩn bị cho Lý Giao đã bị ăn sạch, anh nhìn một màng trước mắt thẫn thờ. Đây là đồ mình làm cho lớp trưởng mà, hơn nữa mình còn chưa nếm thử miếng nào. Ông lão kế bên lúc này lộ ra nụ cười khen ngợi anh, "Tiểu Bắc, tay nghề của cậu cũng được đó. Mở quán ăn chắc chắn có thể kiếm bộn tiền." Anh lúc này với vẻ mặt bất lực đáp lại lời của ông ta, "Nếu đã như vậy thì bỏ số không đi, ông cứ trả 100 vạn đi. Tiệm nhỏ lợi ích, không những thanh toán thẻ." Vừa nghe đến đây mặt ông ta liền cứng đờ lại, không thể tin rằng Diệp Bắc có thể thốt ra những lời đó. Anh lúc này nhìn về phía chàng trai đang ngồi hưởng thụ trên sofa một cách hằn học, vào nhà chẳng nói chẳng rằng, tự tiện ăn đồ của người khác. Ông lão lúc này liền tiến đến nhận lỗi, "Lỗi của ta. Ta giới thiệu chút, ta là quán trưởng của võ đường Thanh Sơn Cực Đạo với cái tên Trần Diệp, vị này là tổng quản chủ khu Giang Nam với cái tên Thăng Văn." Nghe đến đây anh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Tổng quản chủ khu Giang Nam ư? Đây chính là một nhân vật lớn rất ghê gớm. Vậy hai người hôm nay đến để..." Không đợi anh nói hết câu, chàng trai trẻ liền đứng dậy nói tiếp, "Ta không nói vòng vo nữa. Thành tích khảo hạch của cậu xuất sắc hơn hẳn, ta muốn thu nhận cậu làm đồ đệ, trở thành đệ tử hạt nhân của võ đường Cực Đạo." Ông lão kế bên lúc này kinh ngạc, sau đó quay sang nói với Diệp Bác, "Cậu nhóc, tổng quán trưởng lần đầu tiên nhận đồ đệ đấy, ta thật sự rất ngưỡng mộ cậu." Mặc kệ những lời nói của ông ta, anh liền trả lời với một vẻ mặt nghiêm túc, "Tổng quán trưởng, cảm ơn sự coi trọng của ngài, nhưng ta vẫn muốn tham gia nghi thức thức tỉnh." Chàng trai lúc này trên gương mặt vẫn lộ ra nụ cười, "Nhưng theo ta biết, giá trị thức tỉnh của cậu bằng không, nói cách khác, cậu căn bản là coi thường võ giả." Anh lúc này kinh ngạc vì sức mạnh to lớn của người đang đứng trước mặt mình. Mạnh quá, chỉ có khí thế thôi mà đã khiến mình thấy sợ hãi, nhưng đã là sống lại ở thế giới khác, dù có thế nào mình cũng không khuất phục. Sau đó liền điềm tĩnh lại đáp một cách chắc chắn, "Không, cho dù là thức tỉnh thành công, tôi cũng sẽ không từ bỏ con đường võ giả." Chàng trai lúc này nhìn anh một cách trầm ngâm. Anh lại tiếp tục nói tiếp, "Nhưng nếu như không thử đã chạy trốn, làm sao có thể tự xưng là kẻ mạnh?" Người đàn ông phía xa lúc này liền liên tục vỗ tay khen ngợi Diệp Bác. "Tiểu Diệp được đấy, dưới sức ép của tổng quản chủ mà không mất đi lý trí, nhiều năm như vậy cậu là người đầu tiên." Tổng quản chủ lúc này cũng cất tiếng, "Cậu nhóc thú vị đấy, tâm cảnh không tồi, xem ra sức ép khí thế không có tác dụng đối với cậu." Sau đó đi ngang qua người Diệp Bắc lộ ra nụ cười đầy suy tính, "Cậu có lựa chọn của riêng cậu, ta sẽ không can thiệp, nhưng cửa của võ đường Cực Đạo mãi mãi chào đón cậu." "Phải rồi, ngày mai ta sẽ gửi những thứ tâm đắc của ta cho cậu dưới dạng thư điện tử. Nếu như cậu không học hành đàng hoàng, ta sẽ tức giận đó." Nói xong ông ta liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa rồi đi. Người đàn ông đi theo lúc này cũng tò mò, "Tổng quán trưởng, ngài đối tốt với tên nhóc đó quá, đến ta còn chưa từng được ngài chỉ bảo bao nhiêu." Chàng trai lúc này vừa lên xe vừa điềm đạm đáp lại, "Tài năng bẩm sinh của tên nhóc đó, võ giả cấp 5 là cao nhất rồi, nhưng hắn khiến ta nhìn thấy hy vọng, một tia hy vọng vượt qua cả người đàn ông đó." Bên phía anh lúc này vẫn đang bần thần nhìn đống thức ăn đã được dọn sạch trên bàn của mình, "Hôm nay là ngày đen đủi nhất của tớ, làm cả một bàn thức ăn mà không được động vào miếng nào. Từ lúc nào mà cậu trở nên ham ăn như vậy?" Lý Giao lúc này trừng mắt nhìn anh, "Ai biết được là cậu chưa được ăn miếng nào, hơn nữa tớ đang tuổi lớn." "Đương nhiên là ăn nhiều hơn rồi." Anh lúc này lộ ra nụ cười nham hiểm, "Ồ, đang tuổi lớn ư?" Cô lúc này nhíu mày lại nghiêm túc dặn dò anh, "Diệp Bắc, dạo này tình hình không ổn, cậu đừng ra ngoài thành nữa." Anh nghe vậy liền kinh ngạc hỏi lại, "Chuyện gì vậy?" Mà cô lúc này liền trở nên nghiêm trọng, sau đó nói tiếp, "Thành phố Thanh Sơn có rất nhiều nhân vật lớn đến, xem ra suy đoán của chúng ta là thật rồi." Lý Giao bên này vẫn là nhấn mạnh lại câu nói của mình một lần nữa, "Diệp Bắc gần đây tình hình không ổn cho lắm, cậu đừng ra khỏi thành phố nữa." Nhưng cậu bên này vẫn đang là ăn uống một cách vô tư không quan tâm là mấy, không phải rất bình thường sao, chúng ta sớm đã đoán được rồi mà. Lý Giao thấy thế cũng không nhịn được nữa liền đập bàn đứng dậy, "Không, cậu chẳng hiểu gì hết. Tôi biết cậu đang rèn luyện kỹ năng săn mồi của mình, nhưng Thanh Thành càng ngày càng nguy hiểm, tôi hy vọng cậu không rời khỏi thành phố." Cậu nhìn cô sau đó dùng cặp mắt kiên định nói, "Lớp trưởng yên tâm đi, tôi cũng có chừng mực mà." Cô ngước mặt lên, đôi mắt tím cũng có chút buồn bã. "Được rồi, tôi biết rồi, nhưng mà cậu là bạn của tôi không mong cậu sẽ có chuyện gì đâu." Nói xong cô liền dứt khoát xoay người rời đi, "Tôi về đây." Diệp Bắc đứng lên nhìn theo cô lòng thầm nghĩ, "Lớp trưởng cảm ơn cậu,
có điều lẽ nào phải đợi tới lúc xảy ra chuyện và có ai đó tới giết tôi, thì tôi mới chịu cố gắng nâng cao thực lực của mình sao? Tôi sẽ không để số phận của mình rơi vào tay kẻ khác đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy vẫn còn say ke ngáp ngắn ngáp dài, thì điện thoại thông báo có một email mới gửi tới. Diệp Bắc nhìn vào sau đó mỉm cười. Không hổ danh là một võ sĩ hạng 6, hiệu suất làm việc quả là cao quá. Đang vô cùng đắc ý thì bỗng nhiên cậu phát hiện ra điều gì đó. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một cánh cổng không gian đã được mở ra, trực tiếp hút cậu vào với cơ thể chỉ có một cái quần đùi siêu mỏng. Sau đó cậu liền thực hiện một màn nhào lộn tiếp đất bằng mông. Cậu lạnh buốt ôm lấy bản thân mà có chút kinh ngạc. Đây là đâu vậy, sao mà lạnh quá đi? Lúc này có một người mang y phục đến ném qua cho cậu. Mặc quần áo vào nhanh, tôi đợi ở bên này. Diệp Bắc trong lòng thầm nghĩ. Đây là thế giới ảo sao? Chân thật quá lại còn có thể cảm nhận được cả nhiệt độ. Vừa mặc quần áo vào, cậu vừa nhìn chàng trai và con gấu lớn kia. Và kia chính là vua gấu Bắc Cực, và chàng trai đó chính là tổng quán trưởng. Anh ta là người chuyên sử dụng vũ khí thanh giáo dài, khá giống với cây kích của mình. Xem ra hôm nay có thể học được một chút gì đó rồi. Bên này con gấu gào một tiếng sau đó xông thẳng về hướng của tổng quán trưởng. Anh ta thấy thế cũng cười khẩy một cái, sau đó cường hóa sấm sét vào ngọn giáo kia, nhưng lại trực tiếp dùng ngọn giáo lửa để đối đầu với con gấu kia. Con gấu lúc này cũng cường hóa linh khí của mình lên, cứ thế hai luồng sức mạnh vô cùng cường đại va chạm vào nhau một cách kịch liệt. Đột nhiên lúc này tổng quán trưởng cũng là cười khẩy thêm một cái nữa mà cất tiếng nói, "A, xem ra năng lực của ngươi cũng không có gì là mạnh lắm nhỉ." Nhưng con gấu bên này vẫn không hiểu tiếng người, trực tiếp sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình mà lao thẳng về hướng tổng quán trưởng. Anh ta thấy thế cũng là nhảy lên cao tranh né, khuôn miệng lại tiếp tục cười khẩy cất tiếng nói, "Muốn cùng nhau hủy diệt nơi này không?" Dứt câu, anh ta liền chỉ thẳng ngọn giáo lên trời. Trên bầu trời lúc này đã là xuất hiện vô số tia sét, và rồi một tia sét siêu to khổng lồ cũng tụ họp lại trên ngọn giáo ấy của anh ta. Thấy đã đến lúc thích hợp, anh ta liền chỉ thẳng ngọn giáo về hướng con gấu, dẫn lôi tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Không những thế, thanh giáo kia còn trực tiếp tiến đến đâm mù mắt của chú gấu đáng thương kia. Vẫn chưa dừng lại ở đó, sau một cú tiếp đất hoàn hảo của mình, bên này con gấu vẫn còn vô cùng hung tợn. Tổng quán trưởng lại cười khẩy thêm một cái nữa, sau đó thi triển chiêu thức lăng ba đi bộ của mình, tạo thành vô số những dư ảnh bao quanh con gấu kia. Cậu đứng ở ngoài nhìn thấy một màn này cũng là có chút kinh ngạc mà cảm thán, hay ra còn có thể phân thân ra thành 8 người ư. Và rồi vô số những mũi thương cũng xuất hiện, nó trực tiếp đâm thẳng vào người của chú gấu một cách đau đớn. Khi chú gấu đã mất dần nhận thức, thì cũng là lúc đôi chân của tổng quán trưởng cũng dừng lại, khuôn miệng vẫn cười nhếch mép mà cất tiếng nói, "Lần này ta sẽ tha chết cho ngươi một mạng. Lần sau còn tái phạm ta chắc chắn sẽ lấy đầu ngươi xuống." Sau đó còn cất tiếng cười to, "Ha ha 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 ha." Giải quyết xong con gấu, anh ta lúc này tiến thẳng đến trước mặt cậu. Thấy thế cậu cũng là vô cùng sợ hãi mà thản thốt, "Lại tới nữa à, cái lề gì thốn." Và rồi đột nhiên cánh cổng không gian lại xuất hiện thêm một lần nữa, nó tiếp tục hút lấy cậu sau đó vứt cậu đến chiếc giường nơi lúc này cậu vừa bị hút vào, bị ném một cách đau đớn. Lúc này cậu cũng là gắng gượng đứng lên, "Cái lề gì thốn, đây là có chuyện gì xảy ra thế hả? Đó chính là sức mạnh của một võ sĩ cấp cao đó sao? Kinh khủng thật." Đột nhiên một tình huống bất ngờ lại xuất hiện một lần nữa. "Ấy ấy, đây là cái gì vậy? Dòng năng lượng này là..." Và rồi một bản hệ thống hiện ra. Hệ thống thông báo chúc mừng người chơi đã sở hữu được võ thuật sấm sét cấp cao. Hệ thống thông báo chúc mừng người chơi đã sở hữu được thân pháp cấp cao, là hình ảnh di chuyển theo mọi hướng. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.